Hôm nay mình sẽ làm món tráng miệng là vú sữa. Vú sữa mình sẽ làm nước đá và đường nha mọi người. Đây là vú sữa. Vú sữa trong vườn quê của chúng ta thì trồng nó không có xịt thuốc, cho nên sâu nó sơi hết một phần rồi. Rồi một phần thì mình ăn không sao, nó không có chất độc địa gì hết. Mình chia cho nó một phần đi, nó ăn mình cũng ăn. Còn xịt thuốc để mình dành lại mình ăn thì nó sẽ độc hại cho mình đó. Cho nên đây là cái loại vú sữa hoàn toàn tự nhiên, trồng là không có xịt. Thì mình ăn phân nửa, sâu nó ăn phân nửa, không sao cả, chia với nhau để sống nha. Thì vú sữa này mình đã tách sâu ra hết rồi, thì nó chỉ còn lại cái ruột không, như thế này nè. Của bà con của mình trồng là của nhà đó, rồi xong hái vô là phân nửa ăn phân nửa, còn phân nửa chia cho sâu xìa. Bởi vì trồng để ăn mà cũng không có quan trọng mà xịt gì đâu, không phải kinh doanh, cho nên cây trồng cây nhà lá vườn này nó cũng bổ dưỡng cho sức khỏe của mình lắm. Mình sẽ ăn cái phần còn lại, mình sâu nó không ăn hết, nó ăn một phần mình ăn một phần, như vậy cũng tốt, chia với nhau mà sống. Ở đây thì cái món vú sữa này là cái món của vườn quê mình hồi ngày xưa, là hồi nhỏ mình hay hái mình ăn miệng mủ không à. Nhưng bây giờ lớn rồi thì không ăn kiểu đó nữa, mà mình sẽ làm cái kiểu nước đá rồi mình ăn. Ăn vừa được nhiều mà lại nó lại là không cứ dính mủ vô miệng. Đây là kiểu mình tách cái thịt của vú sữa ra. Chọn cái phần nào nó không có bị sâu. Thôi được rồi, nhiều rồi, mình bỏ đi. Thì khi làm nước đá với đường thì mình sẽ cho nó một ít đường thôi. Có thể là mình không cho đường nhưng mình cho sữa cũng được. Mình cho một miếng sữa hộp vô nha. Mình cho khoảng 2 muỗng sữa hộp. Trộn cho đều lên rồi cho đá vô. Đá này nhiều chút. Rồi, vậy là xong. Mình có một ca dưới sữa, đường và sữa rất là ngon.
Mời mọi người thưởng thức nha. Đây là một món uống giải khát cho buổi trưa hè nắng nóng, rất là tốt, cũng bổ dưỡng cho sức khỏe. Chúc mọi người ngon miệng với một ca vú sữa, đá đường, đá sữa. Chúc một ngày mới tốt lành, nguyện hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đệ từ đại bi cứu độ chúng sanh A Di Đà Phật.